Lúc 8 giờ tối ngày 10 tháng 6, một đám cháy đã bùng phát và lan nhanh trên diện tích cây bụi trên bán đảo Sơn Trà tại khu vực Bãi Bắc. Đám cháy trải dài xuống sườn núi, gây khó khăn cho lực lượng cứu hỏa trong công tác chữa cháy. Diện tích cây bụi, cây leo bị cháy ước tính khoảng 5.000 m2. Sau khi phát hiện đám cháy, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy Công an thành phố Đà Nẵng đã điều động hàng chục xe cứu hỏa nhanh chóng triển khai dập lửa. Đến 10 giờ rưỡi tối cùng ngày, đám cháy mới được dập tắt.